không chị ạ, à, chị phải hiểu như vậy nè. Khi hỏi hai đứa thì em hung dữ hết, nhưng mà em đi ra ngoài, chị hiểu không? Em đi ra ngoài với bạn em á, là em cực kỳ hiền thục. Anh ăn tôm không? Anh ăn cái lột cho anh. Chị mà em giả trân luôn á chị, em cực kỳ giả trân. Em điều lúc em không nghĩ là em có thể làm được như vậy luôn mà. Em thiệt sự. Nhưng anh ăn tôm không? Anh uống cái gì không? Hết buổi tiệc, đi ra đường đi. Ủa hồi nãy tôi lột tôm, chăn sóng lột tôm tôi ăn. Ủa ga lăng kỳ cục bị trời. Dễ sao? Đồ hàng. Đồ hàng. Chào anh Tuân và chị Lâm Khắc Chi ạ. Em tên là Phạm Hữu Hải, 27 tuổi, em đang hiện là kinh doanh và sinh sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Em kinh doanh gì ha Hải? Dạ em kinh doanh quần áo shop á. Quê của em ở Bình Dương luôn Hải ha? Dạ không, quê em Bình Phước, em xuống Bình Dương sinh sống và lập nghiệp anh ạ. Em xuống Bình Dương với ai Hải? Dạ em xuống một mình anh. Thế thì dạ. Cho anh hỏi là cái tuổi thơ của em ở Bình Phước với gia đình của em á, nó êm đềm không? Và khi nào thì em phát hiện ra bản thân của mình? Thì em phát hiện giới tính của mình năm 4 tuổi. What? lớp 4 em cảm thấy em thật may mắn vì khi em không cần phải giấu giếm giới tính của mình thì mẹ đã biết điều đó. Nhưng mà làm sao mẹ biết được em? Mẹ biết từ lúc em còn nhỏ xíu hả? Từ nhỏ là em bắt đầu là thích chơi con gái, rồi em chơi búp bê, em đi học. Hồi xưa anh biết cái kiểu mà mấy bà bán giúp trường á, mà bán mấy cái đầm búp bê đó, thì bắt đầu em nhịn ăn, em mua về em mặc cái búp bê, rồi em đi xin qua hàng xóm em chỗ may đồ, em xin giải về em may đồ búp bê. Em cảm thấy mẹ em không nói gì cái vấn đề để đó hết, nên bắt đầu em chỗ bóng từ đó luôn. Có bao giờ mẹ em hỏi em về vấn đề đấy không hả? Hay là mẹ cứ để mọi thứ tự nhiên như thế và nó trôi qua thôi? Dạ không, mẹ không có vấn đề, mẹ hỏi em vấn đề gì hết anh. Cứ thế mà trôi qua thì lâu lâu mẹ em có nói là mẹ cưới vợ đi. Chứ bạn chỉ bị khổ vậy em vô không? Tổ BD chọn con rồi. Thế là em cứ là thế là chỗ bóng và thành chủ thành luôn anh. Rồi vấn đề là những người xung quanh, ví dụ như họ hàng của em hay bạn bè của em, có bao giờ có ý kiến hay là trêu chọc em về vấn đề này không hả? Họ hàng em ở xa, hàng xóm thì đi chung với mẹ hồi xưa thì ê con bà bị BD kìa, thì cái kiểu em bạn bè em với BD kìa, nó bị BD kìa. Lúc đầu thì em cũng thấy nó hơi kỳ kỳ, cảm giác những câu nói bị tự ái ra. Nghe biết nó quen, nó đầu nói thì tao nhận BD. Ở trường thì sao em? Có ai trêu chọc em về vấn đề này không? Ở trường thì anh biết rồi, nhỏ mà thì gặp mình ẻo lả, nó kêu ơi BD BD đi học về BB BD. Thì mỗi lần kêu vậy là em quánh anh. Em quánh lắm đầu đứng cục cờ, cũng biết là cũng quen luôn rồi. Cứ là một lần BD là cứ lần em muốn đứng cục cờ, đứng cục cờ vậy đó. Nhưng mà em đánh lộn với người ta vậy, em đánh thắng không? Có khi nào em bị người ta đánh lại không? Cái kiểu mà thắng thua em không quan trọng chị, em quánh tôi đã cái nơ em, quánh không lại em phun nước miếng với phun lên. Kiểu hồi xưa em đánh đá từ nhỏ nên là không được thôi, phun nước miếng phun lên cũng đỡ tức. Lấy đá chọi rình rình, ở sao bay tới nắm đầu, quánh giả một hai bàn tay là anh thảm hãn rồi, quánh lại cũng được nữa. Tại sao em lại quyết định chuyển từ Bình Phước lên Bình Dương để làm việc ha hả? Gia đình em thì có một mình mẹ em thôi. Về gia đình của em thì nói chung là ba với mẹ em cũng ly dị khá lâu, nên là em muốn đi tự lập từ bản thân em sớm để nuôi bản thân em, hoặc là em có thể là giúp cho mẹ một số tiền để trang trải. Tại vì trên quê anh cũng biết rồi, mẹ thì không có làm gì nhiều, là học điều đấy, một ngày có nhiêu ký đâu, em cũng ngồi lặt quá trời rất là mệt, nên là em quyết định đi lên Bình Dương làm để cho bản thân và giúp gia đình. Em đã trải qua những công việc gì ở Bình Dương rồi, hay là em lên Bình Dương và em kinh doanh quần áo đến bây giờ luôn? Em đi làm công nhân nè, công nhân được vài tháng xong rồi em cảm thấy nó bị nó quá nặng nề với so với số tuổi em hồi xưa đó. 18 tuổi em mới có chút xíu anh, như bóng mén vậy đó. Đó là em làm được vài tháng bị ăn hiếp nè, em cảm thấy chán, rồi em đổi công việc là em đi phụ bưng cà phê ở cho các ca bưng ca á anh, bán cà phê á. Rồi xong rồi em đi qua học cắt tóc, xong rồi em học qua cắt tóc mà cuối cùng bán quần áo tao mà anh còn đi nữa anh. Học cắt tóc xong rồi cảm thấy nó không, vẫn không nuôi được cuộc sống và trang trải của em nữa, em nghỉ. Bắt đầu em nghỉ cắt tóc, em đi qua làm ba. Thời gian cũng khá lâu rồi, nghề ba theo em khoảng 7-8 năm. Lúc đầu em cảm thấy mình sức khỏe mình không còn nữa, mạnh khỏe nữa, nên lúc em chuyển qua kinh doanh. Em kinh doanh được lâu chưa hả? Dạ em kinh doanh khoảng 2-3 năm rồi chị ạ. Là em bán hàng online hả? Dạ không chị, em mở shop bán đồ quần áo thời trang hả cưng? Dạ đúng rồi, thời trang nữ, là tại vì em cũng có hùn vốn với một bé gái á, hai người hùn, em bé nó hùn hùn vốn để mở một cái shop. Cái tình hình dịch bây giờ thì shop của mình ảnh hưởng nhiều lắm phải không? Đây là tình hình chung mà, thì cũng có ảnh hưởng nhưng mà chịu được. Rồi em kể cái chuyện tình yêu của em đi cưng. Tình yêu hả chị? Tại vì em cũng có gọi là sao ta, lúc mới chớm á chị, lúc mà chỗ bóng hẳn lắm. 11-12 tuổi á, cũng có mối tình đầu. Mối tình đầu hả? Mối tình đầu của em thì từ khi em làm ba là 7 năm. Nó cũng không có gì vui hết trơn. Thay vì người ta quen nhau, người ta đi du lịch, người ta đi các nơi để tạo một kỷ niệm gì đó cho nhau, tụi em thì ngược lại. Tụi em ở nhà ăn xong bánh lộn, chửi lộn, rồi
nhà anh ấy ở. Cơ duyên nào mà Hải gặp được bạn đó? Dạ, cái cơ duyên anh là cũng nói về là cũng tình cờ thôi. Em thì làm trong bar, người đó thì là khách vô chơi, thì em nghĩ là khách vô chơi xin số điện thoại để booking bàn cho em thôi. Thì em nhắn tin anh ơi, anh vô chơi đi lâu ngày rồi không gặp anh, em thấy nhớ, cái em nghĩ là nhắn vậy thôi. Em kêu là ừ tí anh vô, em không ngờ anh vô thiệt. Anh vô cái kêu là em bữa nay em ngồi chơi với anh đừng đi đâu hết trơn á, anh cũng nhớ em. Kêu trời ơi, em điện khùng với chị giỡn cái gì mà mình nó giỡn lắm, thiệt tình với trời. Cái anh kêu em nhờ em nhắn gì cho anh mới nhớ, anh bị đi chứ anh muốn đi lắm rồi mà sợ vô em không có tiếp anh. Về bữa đó xong anh đợi em đi làm, đợi em đúng về em đi làm về nhắn tin em muốn ngon. Có thật có ngày thì em đi ăn gì không, anh qua rước em đi ăn, cứ vậy cứ xong là cứ đi tiếp đi tiếp đi tiếp hoài luôn anh. Và em có tỏ tình với nhau để mà chính thức bắt đầu một mối quan hệ không? Tỏ tình hả? Không có tỏ tình đâu anh. Nhiều lúc tụi em cứ đùa giỡn á, ê tao yêu mày nè, xỉn anh về nằm hai đứa, ê tao yêu mày, mày có yêu tao không? Thì mình hỏi chứ không lúc nào tỏ tình vậy hết trơn. Nghèo lắm. Gia đình của em với gia đình của bạn đấy có biết về mối quan hệ này không em? Gia đình em biết anh, người đó thì gia đình đó không biết. Tại vì người đó cũng lớn tuổi, gia đình thì gia giáo nghiêm khắc rồi anh, nên là cứ 7-8 năm đó giấu giếm mà. Đó cũng là lý do em quyết định chia tay nữa. Gia đình em thì luôn ủng hộ em với người đó, tại vì người đó là cũng lớn tuổi, cũng hiểu được, cũng biết cách quan tâm chăm sóc em. Quen 7-8 năm, cái thanh xuân của em ở đó không cho em được cái mà gọi là sự tin tưởng ở sau này một cái gia đình, thì em cảm thấy nó bị không xứng đáng những gì bỏ ra đó anh à. Em chịu đựng 7-8 năm, em cũng có nói là bao giờ anh cơm ăn với gia đình, anh là như vậy để em dẫn về em ra mắt để có tính chuyện lâu dài nữa. Cái thời gian em với anh quen nhau 7-8 năm rồi, nó cũng là đủ khá hiểu, cũng trải qua trắc trở rất là nhiều rồi. Gia đình anh không chấp nhận em nhưng cũng biết về giới tính của anh, để từ từ sẽ chấp nhận anh. Chứ anh giấu như vậy hoài thì em không có cảm giác là được sự thoải mái. Quen 7-8 năm chị không hề đi du lịch với nhau, không hề chụp chung với nhau một tấm hình nào hết. Quen 7-8 năm không hề đi du lịch với nhau, không hề chụp chung với nhau một tấm hình nào hết. Em nói vậy thì bạn có nói thì gì em sao? Nói vậy thì cứ nói là cho anh thời gian, cứ cho anh thời gian đi. Em ghét cái sự chờ đợi lắm chị ạ. Một lần, hai lần chứ đâu ai có chờ đợi hoài được ạ. 7-8 năm là quá nhiều rồi còn gì nữa. 7-8 năm đó mà chia tay cũng 3-4 lần, nhất quá tam đó chị. Lần đầu thì em chia tay á, lúc đầu cái nghề em nói là em làm cái nghề trong ba, anh có chịu được hay là không. Lúc đầu dụ dỗ em hay sao chị, cái gì em anh chịu cũng chịu được hết trơn á. Em cứ yên tâm đi, quen anh đi, đừng có lo lắng gì hết trơn á. Em nghe em cũng an lòng chị ạ. An lòng mới được vài tháng sau, em ơi anh vô chơi em thấy á, em tiếp khách em giỡn vui quá, anh sợ quá, anh kêu thở gì trời. Tối thì về ông nằm đây kế bên tôi rồi, thì tin nhắn điện thoại đọc hết trơn rồi, sợ gì. Tôi mới sợ ông nằm ở nhà, ông đi đâu đâu biết. Anh kêu trời ơi em kỳ quá, nghỉ làm đi em. Kêu không, trời ơi, chị biết không, công việc đó nuôi em, cái nghề nào cũng là một cái nghề. Sao em nói làm biết, nếu như em bỏ như vậy thì ai lo cuộc sống cho em, anh có lo được cuộc sống cho em không? Mà anh kêu em mặc thì đó chị, em cũng nói là cuộc sống mà nuôi em quen anh là chưa chắc có thể là anh thể giúp đỡ em hoặc lo lắng cho em bằng nó nữa. Khi em vừa em bỏ nó rồi, anh bỏ em rồi, bắt đầu lại cuộc sống mới hay sao? Nếu mà anh như vậy thì em cũng chia tay. Anh kiếm một người nào mà công việc ban ngày thích hợp hơn với anh, ở bên anh nhiều hơn đi. Chứ còn công việc với em nó không phù hợp để quen anh rồi. Cắm kêu ok thì em ok luôn. Em nghĩ là một phần nữa là cái vấn đề xảy ra với em á, ở trong thời gian 7 năm nó quá nhiều để em mất đi sự tin tưởng đó chị ạ. À, hứa với em quá nhiều nè, lúc nào cũng phải che giấu một gì đó, không được bước ra ánh sáng. Rồi cho em luôn cảm giác được phải chờ đợi á, thanh xuân của em bỏ ra thì nó quá dài đi. Trong nếu mà em gặp được một người khác, tuy em không được lâu dài nhưng mà họ cho em được cảm giác hạnh phúc chẳng hạn. Mà trong khi gia đình em đều biết hết về người đó, còn gia đình người đó không hề biết gì về em, thậm chí các bạn bè. Nhưng mà em có tìm hiểu sâu về tại sao bạn này bạn không dám công khai không? Dạ em cũng có tìm hiểu, người yêu em cứ nói là ba mẹ già đó chị. Nếu mà anh nói ba mẹ anh tăng xong máu chết, kêu trời ơi chị còn em đợi em cũng chết đó. Giống như là cứ hẹn xong, hẹn em ừ ok em, anh để giải thủ giải quyết. Cuộc gãi giả nào cũng có câu chuyện đó hết. Từ từ xong rồi bắt đầu là tụi em không ở chung nữa. Lúc đầu về chị thì 2-3 ngày xuống một lần, xong rồi 4-5 ngày, tức là một tuần luôn chị. Mà trong một tuần đó tụi em không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Lý do tại sao yêu nhau 7 năm trời mà không có đi du lịch riêng?
Lý do tại sao em không hỏi? Cái là hồi xưa á, em chăm đi làm hơn, tại vì em đi làm em kiếm tiền, em phụ cho gia đình á, nên là em cứ đâm đầu em đi làm, tối là xỉn say về ngủ, ngủ xong rồi đi làm. Thì người đó cũng không có nói em là em mơ em nghỉ một hôm hai hôm đi rồi để đi cùng nhau đi du lịch với nhau. Em đợi hoài cũng không có câu nói đó. Thậm chí là những ngày lễ chị, là em phải nhắc, trời này lễ không tặng cái bông nha. Trời ơi, quen nhau lâu rồi tặng bông làm gì nữa. Vậy đó chị, lại thì còn gì để mà tiếp tục cái mối quan hệ đó nữa. Em thì cái tính em thì em thích lãng mạn. Dù cái lần nhỏ thì em cũng lãng mạn nữa, mà em đợi hoài không thấy luôn. Em bị hụt cái hẳn á, nó chìm sâu xuống rồi chị. Rồi bắt đầu em cảm thấy em sai lầm. Em sai lầm đã yêu em vì mối quan hệ. Cả đúng là chị. Anh không cho em chinh phần. Nhưng mà thật ra thì trong 7-8 năm đó mà Hải chịu đi theo cái mối quan hệ đó thì chắc là nó cũng phải có một cái giá trị gì đó, nó làm cho em vui hay là làm cho em có cảm nhận là em muốn đi theo nó tiếp tục chứ ha. Dạ anh Tuân, là do cái mối quan hệ đó tụi em và thấy đi theo cái chiều hướng là hết tình còn nghĩa. Tụi em rất là thương nhau, chăm sóc cho em rất là kỹ càng, từ miếng ăn, giặt đồ cho em, rửa chén cho em. Thì em nghĩ đó là mình không còn thương nữa. Với lại bây giờ em chưa chắc ra ngoài gặp những người tốt như vậy. Chứ là em chưa gặp người nào tốt hơn mặt đó. Em chưa gặp người nào tốt hơn, nên em mới chấp nhận giữ cái mối quan hệ này kéo dài, mặc dù trong lòng em có những lúc em rất là buồn, rất là khó chịu chị. Có nhiều khi em nói chuyện với mẹ em luôn, kêu mẹ và cái mối quan hệ là như thế này đó, con nên như thế nào. Tại vì mẹ em với em là như chị em, như bạn, như là một người bạn vậy đó. Nên là vấn đề em cũng hỏi mẹ em hết. Mẹ em kêu là thấy mệt mỏi quá thì buông đi con. Em cũng có suy nghĩ câu nói đó, nên là em bắt đầu buông luôn chị ạ. Mà chị thấy em buông là tùy góc buồn một chút. Tại vì thứ nhất là kéo dài mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Nhưng chị nghĩ đã 7-8 năm rồi, nếu tình yêu đủ lớn rồi thì mình cũng nên công khai. Mình cũng phải sống thật với chính mình chứ. Dạ đúng rồi. Bạn bè em từ nhỏ tới lớn, từ bất kỳ ai nói cho em cũng dẫn đi hết chị. Ai cũng biết là người đó là bồ em. Nhưng mà khi cái người đó không ai biết gì hết, em là như một cái gì đó bị thế vai, thế thân. Để chị Duyên ẩm có là người có vợ, em biết là mình không, vợ. Không, dù không công khai gia đình đi, nhưng mà làm cho em cảm thấy là đủ niềm tin. Thí dụ đi du lịch, đi chơi xa, cái chuyện đó có gì đâu mà tại sao không đi. Nhiều khi gia đình khó quá thì mình cũng thông cảm, nhưng phải đi du lịch nè. Thí dụ chụp tấm hình, hai đứa chụp tấm hình có sao đâu, úp mà mở đi, nếu nhà biết thì biết thôi. Thí dụ vậy. Có những chuyện mình không cần phải nóng quạch tè, có những chuyện mình úp mà mở thôi, nếu như thương nhau thật sự. Vậy là nhà ảnh có cái công ty may đó chị. Cái em nói quá có được nữa em nè, thôi em nghỉ làm ba đi, em lên em giả bộ em học công ty may đi, rồi trưa qua nhà ăn cơm để bộ nói chuyện với ba anh kêu trời gì vậy trời. Em không làm gì được đâu, tự nhiên em đang làm cái môi trường ba bắt buộc em phải vô công ty ổng làm, học may giỏ sách, giỏ đồ đó, học may đi. Rồi giờ chưa em nghỉ trưa em qua nhà anh á, em nói chuyện với ba anh, đàm đẩy ba anh đi, rồi sau này ổng có thương em hay gì đó, anh công khai cũng dễ, thôi hồi khỏi đi. Anh có muốn công khai em ra hay là không thôi, chứ không phải là ở em. Rồi em kể câu chuyện nào mà kỷ niệm đáng nhớ đi. Kỷ niệm đáng nhớ của em hả? Dạ, năm 21 tuổi là hồi xưa em nhỏ xíu con, em ốm nhơ mà em hung dữ lắm, em đanh đá lắm. Về quê đám cưới bà chị của em, lúc đó em làm ba em cũng nhậu dữ lắm, em uống dữ lắm. Em xỉn cho em làm trời làm đất. Em kêu anh ơi, lấy em cục đá đi. Nó kêu tự lấy đi, lên mặt với những người nhà em đó, kêu tự lấy đi, ai hầu hạ em, cái gì mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Cái kêu em, rồi nó nghe nè. Kêu em nói gì vậy? Em nói gì vậy? Kêu ủa mày vừa nói gì vậy? Cái kêu lấy cục đá mà mày làm lên mặt cái tao hả? Em giao cái bóp. Cái kêu nó kêu trời gì vậy, gì vậy? Nhà có người đông lắm, tao lắm. Kêu tao muốn kể đông. Ủa tao kêu ở dưới này hầu hạ nó được, giờ mày lên đi, cục đá thì mình làm mặt thường thường hả? Em được rồi. Cái mẹ em chạy ra, em kêu ủa làm gì vậy? Cái em kêu nó kiếm chuyện với con á, với cái cục đá mà nó chửi con. Mày chửi thiệt hả? Mày chửi thiệt hả? Em kêu nó tin Út má hả? Kêu em bằng Út không à? Má tin Út má hả? Má tin con má hả? Nó quánh con nè, mặt con phụ tán. Tại lúc em mạnh lắm chị, em tán năm bậc tay dính vô đỏ chát trong đây nè. Đó. Ủa chứ má nghĩ đi, hồi xưa em đánh đá lắm chị ơi. Em đi học em đã đánh đá sẵn mà, thì lớn em ra đường nữa em bị ăn hiếp nhiều, nên em học được kinh nghiệm hiếp người khác lại. Xuống đây nè, hai đứa đi chơi nhậu xỉn, về đi chơi bạn bè xỉn rồi về, em nói là anh ơi ra khóa cửa đi, em mệt quá à. Em thay đồ rồi em biến ra quá à. Kêu anh cũng mệt quá. Anh kêu ủa tôi cởi đồ nói tôi ra ở chuồng ra khóa cửa hết trời. Kêu ừ đi đi. Em xách em đi thiệt chị, em xỉn, em đâu có sợ. Thì đến đây cũng liều lắm, em không có sợ thứ gì trên đời hết trơn. Em xách ra cái chị nắm tay em lại, nắm tay để em đi thôi. Mà em lúc em xỉn em quào á, cái ổ khóa, chị biết ổ khóa cửa bóp không? Em phải một cái dèo. Thật như mà nó né như là gì đó, nó né gì đó.
cái em kêu mày né không, thích né không, hồi nãy kêu mày không khóa rồi. Kêu trời, tôi nói vậy thôi, hơi là hên khuya chứ mà có người em thì em đậu quần cũng chỉ sáng để mới nhớ, em đậu chắc em đậu quần luôn á, đậu chụp cái quần luôn, không hết quê em luôn á. Em làm quá trời, cho người ta lấy cái chạy gì chị, quá trời quá đất. Dạ cái chị, chị hiểu không, mà không ăn hiếp người khác thì bị người khác ăn hiếp, là mình ăn hiếp trước đi, sau này mà có ăn hiếp được hay không mà cũng kệ nó, mình không quan tâm vấn đề đó nữa, làm ăn hiếp được ăn hiếp đủ rồi. Chỉ khi chia tay thì cũng có cái vui đi, em nghĩ là nó cái vui nhất của tụi em á, quánh nhau bóp chán gì mà nó không có quánh em chị ơi, nó sợ em lắm. Cưng có khi nào cưng nghĩ là tại vì cưng hung dữ quá đấy, nên người ta không có đi du lịch xa cưng không? Đi du lịch xa thì cái vấn đề đó nó có thể là em thì mị hơn sao, cảm giác là em sexy hơn, em quyến rũ hơn sao, chỉ kiểu là như vậy chứ không? Đi còn ở nhà không, cứ vô cứ một cái view đó, một phong cảnh đó cũng không có gì mới mẻ, làm tình em đâu có làm được cái kiểu màu khiêu gợi đó, chị hiểu không? Hồi đi du lịch rồi mình cảm thấy yêu thương là chiều chuộng, bắt đầu mình dở trò ra, mình cảm thấy mình dở cái tung chiêu của mình ra đúng không? Mà em hoài không có nên em quánh, em bị áp lực từ đó nên em mới quánh nó trừ hao á, em tức lắm. Em cũng dễ sợ quá trời có đất luôn, thật sự luôn. Phải kể ra hết thì mới biết là lý do em... tại sao người ta không dám dẫn gì nhà công khai. Thứ nhất nè, thứ hai người ta không dám đi chơi xa, lỡ bà dở chứ mà đánh người ta xin. Không chị ạ, chị phải hiểu như vậy nè, khi hỏi hai đứa thì em hung dữ khác, nhưng mà em đi ra ngoài chị yêu không, em đi ra ngoài với bạn em á là em cực kỳ hiền thục, với kiểu như mà em là một người của gia nữ công gia chánh á, chị của gia đình á, chị hiểu không? Anh ăn tôm không, anh ăn được lột trời kiểu mà em giả trân luôn á chị, em cực kỳ giả trân, em nhiều lúc em không nghĩ là em có thể làm được như vậy luôn mà, em thiệt sự. Nhưng mà anh ăn tôm không, anh uống cái gì không? Hết buổi tiệc đi ra đường đi, ủa hồi nãy tôi lột tôm chăn sóng lột tôm tôi ăn, ủa ga lăng kỳ cục bị trời, em làm nhăn mặt đó vậy hiểu không, để con có làm lại với em hay là không, nhưng mà không làm vậy ngồi ăn hoài, vì là em muốn bằng khi làm cho em đúng không, mà bằng khi không làm thì em làm ngược lại đúng không? Dạ đúng. Rồi sao đó em chắc... làm nhăn mặt chị hiểu không, vừa ra xe ta chị biết, vừa ra xe thôi chị, vừa ra xe thôi là cái hai bên eo là chị với là cái núm vú á nó bầm tím cho em luôn, em nhé mà thì em muốn sức luôn chị, hồi xót em dặn kỹ lắm chị, em kêu là bữa nay hết hiểu ý rồi hả, ý gì vô ai biết đâu, em nhỏ nhẹ quá anh, nên là anh tưởng là em lột cho anh ăn thiệt, trời ơi ủa gì cha cái gì vậy, dằn mặt đó, cái nó cười nó kêu anh xin lỗi dễ sợ. Đồng hàng em nói cho chị nghe nè, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ thì chị cũng hiểu tại sao mà người ta không dám công khai đúng không, người ta không dám dắt về nhà đúng không, người ta không dám đi chơi xa, nhất là đi du lịch. Em nói chị nghe nè, bây giờ ở gần nhau như vậy á, người ta biết đất, biết cái, người ta còn có đường người ta chạy. Bây giờ đi chơi xa cái người ta chạy đi đâu? Chẳng lẽ giờ chạy ra đường? Không, chứ anh chị nghĩ chứ ở hiện tại ở nhà không đi du lịch là cũng chạy được với em hả? Đâu chạy được với em đâu. Em quánh là phải ở đó chứ không được đi đâu nha. Lý do tại sao 7-8 năm trời ha, người ta không công khai, không đi du lịch mà vẫn chấp nhận, hiểu rồi ha. Không nghe chịu đựng được cô hết. Khi chị em đi ra ngoài á thì tụi em rất là tình tứ. Em nói cho chị nghe tại sao Hải đi theo cái bạn đó 7-8 năm trời nè. Hải dư sức biết là trong người Hải có cái máu điên, mà không phải ai cũng chịu được cái máu điên đó. Nên vấn đề là có một người chịu được mình rồi, nên thôi bây giờ mình đi theo đi, đúng không chị? Chứ như vậy đứa nào nó quen một hai tháng nó sợ nó chạy à? Chưa, cái vai diễn này khó quá, chưa kiếm người thế vai được. Đúng, chính xác. Nên đọc vấn đề mới biết. Hải ơi, từ nãy giờ mình chị em mình cũng giỡn vui rồi, nhưng mà bây giờ chị khuyên thiệt nha. Dạ. Nếu trong tình yêu, chị nghĩ á, mình nên control lại. Cái này chị nói thật sự, cho dù người ta có thương mình ở này nữa, mà mình hơi cái kiểu giống như là nóng tính quá, thì nó làm cho cái chuyện tình cảm nó rạn nứt đi. Cái này cho nó thật sự luôn, nên mình kiềm chế lại, mình nhẹ nhàng lại chút xíu. Chuyện gì cũng có thể nói nhỏ nhẹ nhau nha. Thay vì mình phan cái tô cái rành cái thì mình nói chuyện nhẹ nhàng, mình khỏi cái phan cái tô, người ta giật mình, ta giật mình, ta bỏ người ta chạy, mình mất chồng nha. Phan cái tô em cũng tiếc lắm chứ bộ, bể em tiếc lắm chứ bộ mà nóng thì rồi. Vậy, chính vì em biết nói em tiếc thì em đừng có phan cái tô. Thay vì phan cái tô thì mình nói chuyện nhẹ nhàng thôi nha cưng nha. Chứ để người ta chạy, người ta chạy đi luôn đó. Không phải ai cũng chịu đựng 7 năm trời đâu nha cưng nha. Dạ. Em chỉ quen đúng một người đấy thôi à Hải? Dạ, còn một mối tình là em vừa chỉ là 1 năm rưỡi nữa anh. Em định giấu anh hỏi em chi. Chạy cái mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai của em thì 1 năm mấy tháng. Anh chị cũng biết rồi, em là người tự lập sớm. Thì em muốn một người yêu của em, họ phải trưởng thành, phải biết làm ăn. Còn người đó thì cứ ăn xong đi chơi rồi không có lo làm ăn. Em cũng nói vài lần rồi đó, em cũng nói là nếu bây giờ á anh mà cứ đi ăn đi chơi bị hoài á, không lo làm, không kiếm việc làm ổn định thì
em với anh không có quen được đâu. Cứ không chịu, cứ lo ăn lo chơi không. Em có nói là thôi nếu mà cứ như vậy á, quen nhau mà không có thay đổi hoặc là giúp nhau đi lên thì thôi đừng có quen nữa, chia tay đi, chứ em không có thích phí thời gian của em. Em cảm thấy phí thời gian của em lắm. Thì thứ nhất là cứ ăn chơi, tương lai của hai đứa không đi được tới đâu hết. Sau này có lỡ lâu dài, thí dụ mà có lâu dài nữa mà chia tay á, em cảm thấy phí thời gian, thàm không quen ai, để mình tự làm cho bản thân mình có giá trị hơn. Xong rồi gặp một người có giá trị hơn, sẽ thấu hiểu mình hơn, có thể giúp nhau đi lên hơn. Cứ suốt ngày ăn chơi, không biết thay đổi vì người khác thì chia tay sớm mới đau khổ luôn. Chia tay thì cũng nói quay lại với em, kêu là anh sẽ sửa đổi. Em nói cao thẳng là chừng nào sửa đổi đi rồi hay. Tới bây giờ em không biết sẽ sửa đổi hay chưa nữa. Chị nghĩ là yêu nhau, cùng nhau gầy dựng, cùng nhau đi lên, điều đó mới là điều trân trọng. Còn yêu nhau mà một người làm, một người chơi thì nó không có hoàn nguyện được. Cái mối tình nó sẽ không bao giờ kéo dài được. Nên mà chị nghĩ em quyết định chia tay cái bạn đó là đúng. Em đi ra đời sớm á chị, em cảm thấy em chơi quá đủ rồi. Em muốn tự lập, phải là người đi chung với em. Bắt buộc, không phải là bắt buộc mà cũng phải như vậy giống em, để cảm thấy cả hai được cân bằng, để được hiểu nhau hơn. Chứ để suốt ngày ở nhà ăn chơi này nọ đàn đốm này đó nọ thì em đâu biết là sau lưng em làm cái gì. Chắc tới lúc biết thì chắc cả ký sừng bán sừng được luôn rồi. Phải một hai cái là cả ký làm đem ra chợ bán được luôn rồi. Yêu thương mệt mỏi. Rồi sao khi mối tình thứ hai, mối tình thứ ba của cưng như thế nào? Mối tình thứ ba đang kiếm có hai người thôi. Mới có hai người thôi hả? Đang chờ đợi mối tình thứ ba đúng không? Dạ em nghĩ là hết dịch sẽ có đó. Quá lâu dịch là sẽ có quá lâu rồi. Nhưng mà kỳ này nhớ tìm A nha, cùng dạ, cùng, cùng quan điểm nha. Hai người cùng làm, cùng phấn đấu đi lên thì như vậy nó mới hạnh phúc. Chị nghĩ là cái suy nghĩ của em nó rất giống cái suy nghĩ của chị. Mình á, mình quen A, mình yêu A, hai người cùng đồng quan điểm, cùng nắm tay đi lên, bắt tay đi lên thì mình cảm thấy rất là thăng hoa, rất là hạnh phúc và rất là đồng điệu. Một người làm, một người chơi, người làm người chơi thì sao được. Em nên là giờ em lựa chọn kỹ lắm, em tò mò dữ lắm. Quen ai là chị biết không, nó vô nhắn tin phải không, Facebook em là em phải kéo Facebook quá mà kéo hết luôn chị, kéo từ trên tới dưới luôn. Em đọc comment con ăn nói làm sao, nói chuyện làm sao, rồi có thả thính này các kiểu không. Chứ em không phải là nhắn tin vô xong rồi ok anh làm quen gặp nha, không. Em phải cho thời gian khoảng một tuần bắt đầu gặp, xong rồi cảm thấy ok thì đi tiếp. Chứ em không có gặp xong rồi có gì hỏi ủa em tại sao em không chịu gặp anh mà để một tuần lâu vậy kia trời. Ai biết ông như thế nào, gặp ông xong đẹp hãm tuần sau. Tôi còn chinh đó, tôi còn chinh đó. Dự định tương lai của cưng như thế nào? Dạ tương lai của em á thì em sẽ kinh doanh thêm một quán ăn gỏi Thái gì ạ. À? Tại ở Bình Dương thì chưa có mô hình đó. Nếu không có người yêu thì cũng bận rộn để mình cảm thấy được bận bịu. Ai biết là mình rất là rõ ràng á. Ở không quá em nghĩ anh làm biến lắm, không có hợp với mình đâu. Ở không là xin ông nội nha. Đó là mình phải là dạ, người bận rộn. Mình còn trẻ mình nên làm. Mình làm lúc trẻ về già mình hưởng. Em biết là em làm hết sức được gì được. Không được thì cũng được thôi. Vậy được à? Không được thì cũng được. Dạ đúng. Dạ đúng là được thì không được thì cũng phải được. Cái vấn đề đó. Được hay dạ. Không được thì cũng được thôi. Tại vì mình làm mà mình làm càng nhiều, không được nhiều thì được ít thì cũng được. Còn hơn là ở không, không được gì hết. Chúc em mở được một quán ăn Thái Lan thành công, tốt đẹp. Và chúc em gặp một mối tình yêu thương em thật sự và công khai với lại tất cả mọi người. Và chúc em nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp của mình. Chúc em nhiều may mắn. Em cảm ơn mọi người ạ.